Rồi xin chào bà con, chào bạn. Thì hôm nay cũng khá lâu rồi, mình không có làm video, cũng video rồi đến ngày hôm nay là khoảng nửa tháng. Đó, tại vì mình theo bến thợ các bạn, làm cái hai cái chuồng heo. Đó, tại vì mấy ảnh làm suốt mà, làm đùng đùng tối ngày, cho nên là mình không có thời gian. Với lại mình phụ mấy ảnh làm. Đó, đây là cái chuồng thịt. Sức chứa là khoảng được 80 con các bạn, 80 con. Nó hơn 100 mét. Đó, rồi ngày mai đó, ngày mai thì mấy ảnh tiến hành trổ cái mùng đó luôn bạn, đó, mở cái mùng đó luôn và nối cái mùng đó, cái chuồng đó với chuồng này luôn, và chỉ mò một cái mùng thôi đó, để trống ở chính giữa đó. Rồi đây là cái bồn để chứa nước các bạn, hai cái hồ chứa nước xử lý cái thuốc tím. Mình vô mình quay cho con các bạn tham khảo cái đàn heo thịt của mình. Đợi chút xíu mình qua mình quay cái con heo nái luôn. Đây. Làm cái chuồng đó, cái chuồng đây hơi tối các bạn, hơi tối. Này thì nó được khoảng 2 tháng 20 ngày các bạn, 2 tháng 20 ngày thì nó rơi vào tầm khoảng 50-60 kg. Đây các bạn có hai bài này, có hai con đẹp. Đây cũng khoảng 60 kg. Ở bài này cũng gần 3 tháng thì nó cũng khoảng 60 kg các bạn. Nói chung là bài heo này nó dài đòn, nó đang nở bì ngang các bạn, nó đã hoàn thiện cái khung xương rồi, nó đang nở bì ngang. Ở đây là heo lớn. Thì về bên đây thì nó có con cũng vô tạ rồi bạn, thì trung bình là khoảng từ 90 đến 100. Còn bên đây thì 80 đến 90 kg mình bọt đây. Thì bầy bên đây là đến ngày hôm nay là 3 tháng 21 ngày. Đó, 3 tháng 21 ngày. Giai đoạn này là nó ăn, nó nằm, nó ngủ bạn, nó phát triển rất nhanh. Hôm nay nó cũng lớn, thể thấy nó lớn hơi chậm bạn, tại vì là mấy anh thợ làm cỏ đùng đùng tối ngày bạn, thì nó không có ngủ được, cho nên nó cũng bị tác động một phần. Đó, tác động một phần là do bị âm thanh. Bây giờ mình sẽ xúc cho nó ăn chiều luôn bạn, giờ 4 mấy rồi, cho nó ăn chiều luôn. Đây là mình cho ăn nước các bạn, mình đổ về cái mình xịt nước vô, xịt nước vô nó ăn rất là mạnh. Thì bầy heo này nó nở đít bạn, nó cái đít nó rất là nở, nhưng mà cái dai nó chưa có nở bạn, dai chưa nở. Có con này thì tương đối được, mà con này thì có mỡ thôi, những con kia à, con kia hay gì đít, nó nở từ nhỏ rồi mày, rồi con giống. Thì của mình cũng thường chia sẻ cho con các bạn, thì khi mà chúng ta chăn nuôi, đặc biệt là nuôi heo, con giống là quan trọng nhất, nhất giống dị dưỡng tam cần thì tứ tiết. Nó giống quan trọng, rồi tới thức ăn, dinh dưỡng. Rồi chúng ta cần, đó là chúng ta siêng năng, rồi chúng ta chăm sóc về thú y, rồi chuồng trại cho sạch sẽ. Hôm nay mình cũng khá là lu bu, năm nghỉ hè là cũng đã đỡ rồi. Bề này thì đít nó hơi lét à, nhưng mà nó dài đòn. Bề này thì ok, thì tầm khoảng 10 ngày nữa mình xuất được rồi. Nó rơi vào những con to đó. Này rơi vào tầm khoảng 81, bây giờ mình xuất được 10 ngày nửa tháng nữa các bạn. Gieo heo giờ cũng nói chung là có giá thì mình xuất sớm cũng được, thì sợ nó tuột. Bò này thì tầm khoảng 80-90 chứ không có hơn được nữa đâu. Cũng đang lớn mà, đang nở bì ngang. Ở đây rồi, hơi lép cái lưng các bạn. Lo nở cái đít không, đít nó thì rất là khủng. Có muối. Con nào cũng có muối hết mà, cái lưng chưa. Người đường con, con này nở lưng sớm. Con này vô tạ rồi các bạn.
xịt nước vô cho nó. Mình làm cái video này thì cũng chia sẻ thêm cho các bạn là cái đàn heo của mình thì được 3 tháng 21 ngày nó vẫn phát triển khỏe mạnh các bạn. Phát triển khỏe mạnh. Có nhiều, tại vì có nhiều bạn cũng bình luận trên YouTube và nhắn Zalo của mình hỏi sao lâu quá không quay heo, heo bụi có trục trặc gì ha, không thấy quay. Thì mình cũng chia sẻ nói là bạn làm cái hai cái chuồng heo á nên không có thời gian. Mình làm nói chung mình cũng rất là nhiều việc các bạn, rất nhiều việc. Hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ là đàn heo mình vẫn còn vẫn còn mạnh khỏe và chuẩn bị làm khoảng 10 ngày nửa tháng đến 20 ngày xuất bán. Đó. Thì nay mới có 3 tháng 21 ngày thôi. Thì rơi vào tầm khoảng 4 tháng rưỡi. Nếu mà được 4 tháng rưỡi thì hiện nay nó lên con khoảng hai mấy 30 kg các bạn. Thì rơi vào tầm khoảng tầm 1 tạ 2. Nói chung là cũng được. Nó cũng không có chậm lắm. Nhưng mà nó cũng không có nhanh lắm. Đó. Hai đàn heo này không chậm lắm nhưng mà không nhanh lắm. Nó phát triển cũng trung bình. Còn bài này là hơi chậm, mình thấy bài này hơi chậm nè. Cái dài đoạn lưng nữa. Còn ngoài đây thì con này bự nè. Hai con này bự nè. Con này bự rồi, nó hơn khoảng 60 rồi. Còn con này đẹp, con này cũng bự. Con này đẹp. Con này đẹp. Mình vô mình quay cái đường heo nái luôn. Đây mình làm luôn cái mái che không? Mái che để ở đây mình rào luôn để ngăn cái thuốc rầy bạn, thuốc rầy ngăn mưa tạt rồi nắng chiếu vào rồi thuốc rầy bạn, quan trọng là cái thuốc rầy. Đây là xịt thuốc vào xịt máy bay không ạ, bay nó bay vô rất là dữ cho nên mình phải che lại thôi. Cắm theo cái thức của heo nái một đầu ở đây 8 con này, 8 con thì 10 nửa tháng nữa là hai con này đẻ. Đó. Con số 3 với con số 4 này nửa tháng nó đẻ, rồi đẻ liên tục này. Trong vòng 2 tháng là nó hết 8 con. Còn đây khu trống mình cũng lắp thêm mấy cái vách này nữa là cho đủ cái sàn này chắc khoảng được 16 con rồi. Thì 16 con bên đây mình làm 5 cái sàn đẻ, năm cái sàn đẻ, bề ngang 1m8, bề dài là 2m2, cũng mới vừa xong. Đó, mình chưa vệ sinh qua hàng vẫn còn đây. Như mình làm gì mình phải đầu tư các bạn, đầu tư thì mình đây chủ yếu làm theo phương pháp là trại dân thôi, trại dân bình thường chứ không phải làm quy mô lớn như những cái trang trại lớn. Đất mình chỗ nào trống thì mình làm thôi. Như cái đây là bên đây là cái chuồng bò này. Đó, chuồng bò vỏ béo rồi mình phục chế lại. Đó, mình lên cái sàn để cho heo đẻ. Đó, đây lúc trước là chuồng heo thịt cũ, mình cũng phục chế lại, mình lên sàn mình cho những con heo mang bầu. Đó, luôn 8 con heo này là heo thịt mình để được bạn, heo thịt mình để luôn chứ mình không có mua heo giống hậu bị, không có mua heo hai máu. Thì mình thử nghiệm cái đàn heo này để nắm được cái kỹ thuật các bạn. Mình cũng chưa có nắm được, chưa có gia chạm, chưa trải nghiệm về cái heo đẻ cho nên mình rất ít làm cái video về đàn heo này các bạn, tại vì mình chưa nắm được về kỹ về kỹ thuật. Thì cái heo thịt á thì mình nắm kỹ rồi mình mới chia sẻ, mạnh dạn chia sẻ cho bà con các bạn. Còn heo nái thì chưa, từ 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 thì mình trải qua một hai lứa đi thì mình mới rút kinh nghiệm rồi những cái gì đều những cái việc những cái nội dung nào hay thì có ích cho mình và bà con các bạn thì mình cũng làm clip chia sẻ thêm.
Thôi rồi, video đây cũng đã kết thúc các bạn. Thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 đó, Tết Đoan Ngọ. Thì chúc bà con các bạn mạnh khỏe, chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Rồi xin chào con, chào các bạn.